Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn đối đầu giữa Udinese Calcio với UC Sampdoria trong khuôn khổ vòng 34 Serie A. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23:30 thứ hai ngày 8 tháng 5 trên sân vận động Friuli của đội chủ nhà. Udinese đang không có được phong độ tốt nhất trong khoảng thời gian gần đây. Cụ thể, đội bóng áo sọc đen trắng chỉ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại sau 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nhìn rộng ra hơn, sau 33 lần ra sân tại Serie A mùa này, đoàn quân của huấn luyện viên Andrea Sotil đã có 43 lần làm lưới của đối phương rung lên. Nhưng hàng thủ lại đang là điểm yếu với 41 bàn thủng lưới. Udinese đã có 10 chiến thắng, 13 trận hòa và 10 lần phải nhận thất bại. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ chính là Beto với 10 bàn thắng ghi được tại mùa giải năm nay. Ấn tượng không kém là Roberto Pereira, người đã có 4 lần lập công và 6 đường truyền thành bàn cho câu lạc bộ chủ quản. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào Laza Samardzic và Sandy Loftrick cùng với 5 bàn thắng và 4 kiến tạo. Nhìn sang bên kia, Sampdoria chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng khi vẫn đang xếp ở vị trí bét bảng Serie A 2022-23 và kém khu vực an toàn 10 điểm. Hàng công yếu kém nhất giải đấu mới chỉ ghi vỏn vẹn 20 bàn. Trong khi đó, thủ môn của họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 59 lần, khiến cho đội bóng này chưa thể cải thiện điểm số của mình. Borussia Chiati đang có phong độ rất tệ khi đã để thất bại 3 lần và chỉ có được 2 trận hòa trong 5 trận đấu gần nhất. Trải qua 33 trận đấu ở mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Dejan Stankovic mới chỉ có 3 lần giành chiến thắng, 8 trận hòa và đã nhận tới 22 lần thất bại. Nếu muốn có điểm ở vòng đấu này, người hâm mộ của đội bóng này chỉ có thể trông chờ vào màn tỏa sáng cá nhân của Manolo Gagliardini, người đã có 6 lần nổ súng tại mùa giải năm nay. Mức chấp nhà cái đưa ra là Udinese -1. Chúng mình khuyên anh em hãy tự tin đặt tiền vào Udinese với lực lượng nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Đối với kèo tài xỉu, nhà cái đưa ra tỷ lệ là 2.75. Đi tài sẽ là quyết định hợp lý khi Beto và các đồng đội chỉ phải đối đầu với hàng thủ tệ nhất giải đấu. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.